Chuyện xót xa đằng sau bài hát Bước Tình Hồng của ca sĩ Kim Ngân, chị Thúy Nga và một người nữa hiểu. Mới đây, ca sĩ Kim Ngân vừa có một show diễn nhỏ nhỏ trên đường phố, cùng sự trợ giúp của hai ca sĩ Linh Đan và Thủy My, một người chơi đàn, một người đánh trống làm ban nhạc cho Kim Ngân. Show diễn ngẫu hứng nhưng được sự ủng hộ của hàng trăm ngàn khán giả trên mạng xã hội. Thần thái thời đỉnh cao 30 năm trước của Kim Ngân đã trở lại. Nữ ca sĩ say mê đắm chìm trong âm nhạc. Điều đặc biệt, mỗi ca khúc mà Kim Ngân chọn để biểu diễn đều có một ý nghĩa rất đặc biệt. Ca khúc đầu tiên tiếng Pháp có tên Cơn Đau Tình Ái, Kim Ngân hát cho cuộc đời mình. Bài thứ hai vui tươi hơn có tên Và Tôi Cũng Yêu Em, được sáng tác bởi người nhạc sĩ là mối tình trong quá khứ, nhạc sĩ Đức Huy. Đến bài thứ ba, ca khúc Bước Tình Hồng, thân thuộc nhất nhưng ẩn chứa sau đó là cả một câu chuyện dài, khiến cho ai nghe cũng phải xót xa, những góc khuất không nhiều người biết. Mời khán giả cùng tìm hiểu với kênh Góc Nhìn Showbiz. Vào một đêm giữa thập niên 90, có một cô gái lạ bước lên sân khấu. Cô mặc chiếc đầm màu xanh, cổ hở sâu, áo bó tới eo cùng phần váy phồng bằng vải voan mỏng, nhiều lớp, ngắn trên đầu gối. Chiếc áo xanh rất đẹp, sang trọng và trẻ trung. Chiếc áo khoe vòng ngực đầy, chiếc eo nhỏ và đôi chân dài thanh tú của cô gái. Đó là một cô ca sĩ mới, rất trẻ, chừng hơn 20 tuổi. Cô bước lên sân khấu thì bão tố nổi lên, khán giả trẻ vỗ tay vỡ tung cả một khán phòng, đám đông la hét khi tên cô được đọc lên. Kim Ngân, Kim Ngân, Kim Ngân, họ hô vang tên cô ca sĩ trẻ, có khi còn tràn lên sân khấu vây kính cô. Khắp các phòng trà chỉ cần treo hình cô là đã bán hết sạch vé. Băng đĩa nhạc có tên Kim Ngân thì người ta xếp hàng dài để mua. Kim Ngân tầm 24 đến 25 tuổi đã là chủ của trung tâm băng nhạc Kim Ngân, có những bìa băng cassette đẹp, bốc lửa. Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Trần Đình Thục, Kim Ngân đẹp rực rỡ và nổi tiếng như vậy mà từ ngày lập trung tâm riêng trở đi, không có nơi nào mời quay video nữa. Có lẽ họ không muốn lăng xê đối thủ thương mại của mình, hoặc có những chuyện khó nói trong kinh doanh không được tiết lộ vì thương trường là chiến trường mà. Xót xa thương cho Kim Ngân và tiếc nuối cho vẻ đẹp mỹ miều lại không được xuất hiện trên video, ca sĩ Nhật Hạ là người duy nhất đã mời Kim Ngân về quay một MV thật đẹp, dù cô cũng có một trung tâm âm nhạc riêng, chuyện hiếm xảy ra với hai trung tâm đối thủ. Trái với hình ảnh quyến rũ rực lửa vốn có, Nhật Hạ muốn Kim Ngân thay đổi phong cách thật nhẹ nhàng. Cô tìm cho Kim Ngân những chiếc đầm kín đáo, thanh lịch, may áo quần trắng cho các phụ diễn nhí rồi đưa Kim Ngân và các bé lên một ngọn đồi thơ mộng để quay phim và MV ca khúc Bước Tình Hồng từ đó mà ra đời. Hình ảnh Kim Ngân đùa vui với một đàn con nít áo trắng thật ngây thơ, dễ thương, là một dấu ấn đặc biệt đối với nữ ca sĩ. Để rồi đến tận bây giờ, ca khúc Bước Tình Hồng luôn là lựa chọn số một mỗi khi Kim Ngân muốn nghe lại. Trong lần Thúy Nga thuyết phục được Kim Ngân gật đầu đi chữa bệnh, nữ ca sĩ cũng yêu cầu Thúy Nga hát karaoke bài này. Bốn câu đầu của ca khúc tươi vui đầy hy vọng sao mà hợp với Kim Ngân và Thúy Nga đến thế. Này đây bước chân xin tìm đến người, này đây cánh tay xin chào đón người, này đây cỏ cây xanh gợn ý tình, này đây gió bay nghe hồn tái sinh. Kim Ngân nghe Thúy Nga cất tiếng lên hát bốn câu đó thì bật cười sung sướng. Sự tái sinh cũng đang hiện hữu với Kim Ngân từ khi Thúy Nga xuất hiện. Niềm hạnh phúc của Kim Ngân được tái sinh sau quá nhiều năm bị chôn chặt trong nỗi cô đơn. Thúy Nga hát trọn vẹn bài Bước Tình Hồng để tặng cho Kim Ngân và cầm chặt tay Kim Ngân khi hát đến những câu: từ đây có nhau trên vạn nẻo đời, cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người, và ta sẽ chia yêu thương khắp trời, tình yêu chúng ta lan rộng khắp nơi. Bài hát mà Kim Ngân từng hát 30 năm trước dành tặng cho khán giả, bây giờ Thúy Nga hát tặng cho Kim Ngân, từng câu từng chữ như những gì mà Thúy Nga muốn nói với Kim Ngân. Má hai sẽ cầm tay dắt Kim Ngân đi trọn kiếp này, và cả nhiều kiếp sau nữa, lời hứa của một người xa lạ hóa người thân. Kim Ngân từng nói với Thúy Nga, con sống với má kiếp này chắc 10 năm nữa, kiếp sau má đừng bỏ con. Và hình ảnh Thúy Nga nắm chặt tay Kim Ngân và hát lên câu hát cầm tay dắt nhau đi trọn kiếp người, chính là câu trả lời của má hai dành cho Kim Ngân. Thúy Nga là một người phụ nữ mạnh mẽ và thẳng tính,
Thế nhưng nữ danh hài cũng rất khéo léo và tinh tế. Khoảnh khắc Thúy Nga gửi gắm tình cảm đến Kim Ngân bằng những câu hát và hành động nắm chặt tay, để Kim Ngân hiểu rằng lúc nào cũng có Thúy Nga ở bên cạnh thật sự rất tinh tế và hợp với tính cách của Kim Ngân. Má Hai ôm chặt lấy Kim Ngân rồi hứa sẽ đi theo Kim Ngân mấy kiếp luôn. Má Hai không bỏ Kim Ngân yên tâm. Nghe xong câu nói đó của Thúy Nga, nữ ca sĩ nhoẻn miệng cười rất hạnh phúc. Đã từ rất lâu rồi mới có một người kiên trì với Kim Ngân đến như vậy. Kim Ngân biết rằng kiếp này có một người ở bên mình rồi mọi người ạ. Yêu thương Thúy Nga đến mức kiếp sau vẫn muốn ở bên cạnh Má Hai. Kiếp này Kim Ngân đã bị quá nhiều sự bỏ rơi nên mới trở nên như vậy. Duy nhất chỉ có Thúy Nga là không bỏ mặc. Kể cả những lần Kim Ngân lên cơn giận dỗi, khoảnh khắc Kim Ngân nói ra câu nói đó, chắc chắn sẽ lấy đi rất nhiều nước mắt của quý vị khán giả. Hôm đó cũng là lần đầu tiên Thúy Nga được thoải mái ôm hôn Kim Ngân mà không cần hỏi ý kiến. Thực ra từ trước tới nay, Kim Ngân lúc nào cũng thương Thúy Nga và thoải mái thể hiện tình cảm với Má Hai, đặc biệt là khi chỉ có hai má con. Nhưng những lúc có đông người, Kim Ngân vẫn còn hay ngại nên chưa bày tỏ nhiều với Thúy Nga. Đến khi Thúy Nga thuyết phục được Kim Ngân đi chữa bệnh, vì quá vui sướng mà Thúy Nga đã lao đến hôn tới tấp Kim Ngân. Còn Kim Ngân cũng vui vẻ đạp lại, ôm lấy Thúy Nga. Nữ ca sĩ còn nói, má với con giống Yến với Huyền quá. Thúy Nga thì chưa bao giờ vui như thế, không có nhạc mà vẫn nhảy hoài vì vui sướng. Hành trình giúp đỡ Kim Ngân, Thúy Nga không màng đến bất cứ điều gì hết. Gần đây xuất hiện rất nhiều bình luận trên kênh của Thúy Nga cũng như góc nhìn showbiz vu khống cho Thúy Nga làm chuyện này vì tiền. Chúng tôi xin nhắc lại lần cuối cùng, tiền của Mạnh Thường Quân gửi tặng, Thúy Nga sẽ gửi lại toàn bộ cho Kim Ngân. Mọi chi phí sinh hoạt 3 tháng qua, những lần mua quà cho nữ ca sĩ, Thúy Nga đều tự bỏ tiền túi của mình ra để chi trả. Thu nhập kiếm được từ YouTube cũng để trang trải phần nào những chi phí đó. Thúy Nga đã rất vất vả trong hành trình này, nên cái gật đầu đi chữa bệnh của Kim Ngân là phần thưởng duy nhất mà Thúy Nga đạt được, và cô ấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó. Hy vọng mẹ ruột Kim Ngân sẽ đồng hành với Thúy Nga trong thời gian sắp tới, vì đã xuất hiện những kẻ xấu muốn phá hỏng chuyện tốt đẹp này. Mong Thúy Nga đủ mạnh mẽ để vượt qua, đưa Kim Ngân tới cuối con đường tìm lại chính mình và được trở về với gia đình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video. Hay cũng cầu chúc cho cặp đôi Ngân Nga nhé.